Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ đem đến một cái video clip đặc hợp. Đó là đối với tất cả những cái sản phẩm mà vintage cũng như là những cái mặt hàng sưu tầm về đồ cổ cũng như là những mặt hàng xưa thì rất ít những cái sản phẩm mà có thể đặt hộp như bây giờ. Thì đương nhiên là nó không phải là hộp mà nguyên siêu. Thì trên đây là một trong những cái sản phẩm mà nó còn nguyên thùng xốp và em order từ hàng trên này bay về. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một trong những chiếc hộp mâm bị thay có đến từ thương hiệu iAm và Vinnie Chambord, tức là những cái thiết bị di động có thể xách đi được, thì có hình dạng như một vali. Phía dưới chúng ta thấy là đây là cái hình dạng của một vali ha, là hình dạng của một chiếc vali xách tay. Thì chúng ta thấy là bên đây là có một cái màu tông, một màu xanh, một màu trắng nằm ngay chỗ này. Bên trong đây vẫn là những chiếc máy ha, bên ngoài vặt sau là những cái thông số của nó. Chúng ta thấy có 3 tốc độ, 33, 45 và 78. 3 tốc độ luôn, 33, 45 và 78. Và có thể sử dụng được bên vòng quay của nó. Sử dụng được adapter, tức là chúng ta có thể sử dụng được đa nguồn điện, có thể cắm vào 100W, có thể cắm vào 220W. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt hộp. Đây thôi, chúng ta sẽ tiến hành. Thì băng keo em đã lột ra trước đó để kiểm tra sản phẩm rồi. Thì đây một lần nữa em sẽ lại. Vẫn còn cái ni lông đây gần như là mặt hàng mới, tôi chưa qua sử dụng luôn. Rất đẹp ha, đẹp ha. Chúng ta thấy là có một cái màu xanh cực kỳ đẹp. Bóc vỏ nằm ngay chỗ này. Hai lo nằm chỗ này đây. Với cái đồng hồ nó kêu nhau ấy. 2 giờ có 2 tiếng 2 giờ. Rồi bên trong đây chúng ta thấy có những cái thiết bị như sau. Có một cái cục adapter đi kèm như này và phần mâm đi thêm. Trên đây là thương hiệu của nó và vẫn còn rất là mới và khánh tinh luôn. Trên đây chúng ta thấy kèm có một cái đồ chạm điện nằm chỗ này thôi, mâm đi thêm. Rồi đây là cái nút volume. Em biết tới những cái dạng volume bằng như này chúng ta thao tác nó dễ hơn, còn rất là mới. Trên đây là chúng ta thấy một phần mâm đi thêm để cầm bó luôn. Có đến 3 tốc độ là 33, 45 và 78, có thể chơi được cả điểm 45 và 78 luôn. Nhưng mà thường trên thị trường này thì chúng ta chỉ sử dụng điểm 33 là nhiều thôi. Thì chúng ta xem thử mặt sau của nó như thế nào ha. Đây, cái vali nè các bác. Quá đẹp luôn. Phía trước chúng ta thấy có một cái móc khóa như đây. Và cái phần loa là chắc là hai cái cục này để chúng ta có thể cắt ra âm thanh. Về mặt sau thì em nói có cái cổng out, tức là cái cổng A nó nằm ngay chỗ khúc chỗ này để chúng ta có thể trở thành một cái thiết bị cung cấp nguồn thanh cho những cái dàn thanh mà để chúng ta có thể chơi dàn thanh trên đây. Ở trên đây chúng ta thấy có một cái dòng chữ Vinnie Chambord nữa ha. Ok, vừa rồi là một video clip mở hộp với thiết bị chơi mâm bị thanh tự hành đến từ thương hiệu iAm và đến từ thương hiệu iAm. Và đây là một trong những cái thiết bị gần như là chưa qua sử dụng luôn, còn rất là đẹp và rất là mới. Nếu tất cả các bác nào có thể yêu thích những cái dòng J-Pop như thế này, dòng có thể style đi, thì đây sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho tất cả các bác. Màu rất là đẹp, một màu xanh cực đẹp phối màu trắng và màu đỏ đen nằm như thế này. Sau clip này em sẽ làm một video clip về review cũng như là bài đánh giá về cách ăn của cái con iAm này nó như thế nào. Mời các bác hãy theo dõi kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật được video tiếp theo nhé. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.